Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của MT Team Bí ẩn Tâm Linh và Lịch Sử. Ngày hôm nay, Mạc xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có tựa đề Biên Giả Miên Thật. Thời thuộc Pháp, du kích đường năm thường dùng mẹo để đánh giặc, đánh ngay ban ngày, ngay trên đường cái đàng hoàng luôn các bạn ạ. Chẳng là thấy địch thường hay cho quân từ Hải Phòng lên Hải Dương bằng xe ô tô, anh em du kích ở đây liền nảy ra một kế hoạch, diệt xe chở lính bằng mìn. Nhiều ngày đầu, họ cắm biển giữa đường và có đề chữ Attention on mine, tức là có mìn chú ý đề phòng. Thế là đoàn xe nào chở lính đến đấy cũng phải dừng lại để kiểm tra. Nhiều hôm có cả lính công binh cẩn thận dò mìn từng bước, lại có cả máy dò mìn dò từng chỗ đất mới. Vì thế có chuyến xe hành quân cấp tốc nào mà cũng phải chậm tới 2-3 tiếng đồng hồ. Dò mãi kết quả là chỉ thấy toàn mìn giả. Cả bọn bực tức, mech salu om tỏi cả lên. Nhiều lần như thế đâm ra chủ quan. Cứ thấy biển cắm trên đường là lái xe lại đi sát vào rồi nhổ vứt đi. Có thằng còn phóng bừa đè lên cá vào biển, vượt qua cả hố mìn giả. Biết địch đã chủ quan mắc mưu ta, anh em quyết định cho mìn thật. Một hôm chiếc xe cắm nhông từ Hải Phòng chở 40 lính Âu Phi phóng như bay lên Hải Dương. Thấy biển cắm, như mọi khi thằng lái xe nhảy xuống mặt hầm hầm giật phắt cái biển vứt đi. Một tiếng nổ inh tai nhức óc làm chiếc xe bị hất tung lên rồi lăn kênh xuống ruộng. Chỉ vài ba tên lính thoát chết, số còn lại và chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt. Lối đánh này tốn ít người, chỉ cần một quả mìn mà hiệu quả như một cuộc tấn công nhỏ. Đây chỉ là một trong số rất nhiều mẹo đánh giặc của du kích đường năm. Câu chuyện ngắn đến đây là hết rồi, các bạn thấy hay không? Nếu thấy hay, hãy để lại bình luận và nhấn follow kênh để ủng hộ team mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau. Tạm biệt.